Nếu đeo bông tai, đeo nhẫn, đeo vàng hay đồng hồ thì có vi phạm giới không? Và nếu phạm giới thì có bị sao không? Sư nhớ là ở trong cái phần đăng ký là sư đã có nhắc nhở rồi, là tất cả các loại bông tai, nhẫn, vòng vàng, các thứ nó đều thuộc đồ trang sức và mình sẽ không được đeo. Còn đồng hồ á, nó có hai loại. Một á, là cái loại đồng hồ chỉ thuần túy để coi giờ. Hai là đồng hồ nó có thêm cái tính năng là trang trí nữa. Thì sư chỉ gợi ý là nếu như mình cần cái đồng hồ á, thì mình tháo đồng hồ ra mình bỏ túi. Đơn giản thế thôi. Khi mà chúng ta không giữ, đương nhiên khi chúng ta đeo thì chúng ta phạm giới ha. Và để chúng ta khi mà chúng ta phạm giới thì hỏi có bị sao không, thì nó sẽ khiến cho giới của chúng ta không được viên mãn. Mà quý vị hỏi cái giới mà không viên mãn thì có vấn đề gì hay không, thì sư hỏi là bây giờ cái ly này nó không bị thủng thì đương nhiên là tốt. Bây giờ quý vị sẽ hỏi là bây giờ nếu cái ly nó bị thủng thì có vấn đề gì hay không, thì bây giờ quý vị trả lời coi sao. Cái ly này mà nó bị thủng một lỗ rồi thì nước mình hứng vô mình uống nó cực lắm, tại mình phải né cái chỗ thủng đó mình mới uống được. Còn không thì mình đổ vô thì kiểu gì nước nó cũng chảy ra. Chảy ra thì nó sẽ chảy cho tới chừng nào mà nó ra khỏi cái lỗ thủng đó thì có khi nước nó còn là chút xíu. Tức là nước mình đổ cho đầy mà chỉ cần một lỗ thủng nhỏ, quý vị để ý đúng không? Cho dù mình đổ nước bao nhiêu đi nữa, một cái thùng nước lớn mà nó thủng một cái lỗ nhỏ, nước chảy ra cho hết. Mà tới hồi nước mà còn lại nó còn chút xíu thôi. Cũng vậy đó, khi mà chúng ta giữ tám giới, cái phước chúng ta rất là nhiều, nhưng chỉ cần có một giới chúng ta giữ không được thì do cái lỗ thủng đó mà cái phước của chúng ta chỉ còn là một chút xíu thôi. Cho nên cái sự khác biệt giữa hoàn mỹ và không hoàn mỹ đôi khi nó khác nhau nhiều lắm.